Đúng rồi là thua đi. Mọi câu nói đó được ghi âm nha. Ôi. Hôm nay mà cameraman mà quay vô chị em nào là ngày mai người đó nổi tiếng nha. Giống như trận trận cầu kinh điển. Nghĩ bạn chứ coi. Căng thẳng quá. Đợi đi con đi. Tiền đã thì con bắt đi mua cái bàn luôn. Chung mệt quá. Chung mệt quá. Chung mệt quá. Mày lại. Tôi cần nghe tiếng cổ vũ của hai đội nào. Rồi còn ai ai ủng hộ anh Quý nào? Nam ơi cố lên. Đúng sai rồi. Quý ơi cố lên. Quá gay cấn. Nói giả bộ luôn đấu nữa coi. Nhưng mà Nam không chịu giả bộ. Có thôi, phải giả bộ luôn. Phải vậy chứ. Trời không bán độ nha. Giả bộ đi Nam. Giả bộ quá nha. Giả bộ vừa vừa để tao biết nha. Nè. Mất banh. Mất banh. Lừa đã mất banh nè. Dễ quá. Em đi ngủ giấc nha mọi người. Bình tĩnh mọi người ơi. Điều đi cho nó điều chậm đến nó không chậm. Cứ xe rồi. Nó
Các cổ động viên ơi, có ai hồi hộp không? Ai thắng cũng được hả? Ai thắng cũng có trà sữa. Mời đi cưng. Cảm thấy cái này như như game show vậy á. Cực, cực tính vậy á. Rồi 6 năm nha. 6 năm nha. Kết thúc luôn đêm quý ơi, vô địch luôn quý ơi. Nhỏ nó bỏ quyết tâm. 6 điều, 6 điều. Cần cần nhận sau để thử lại thua tiếp cần nữa. Ê. Bảy sao? Bắt đầu là 7 điều nè, chắc luôn nè. Ủa nãy nhìn trong gương sao hả? Trời ơi, con khán giả bớt cà khịa đi nha. Có điểm rồi. Tức quá. Ô. Bảy tám rồi nha. Nên phải mặc đồ đẹp. Để cho. Đừng nói vô. Về cậu khó khăn ghê luôn á. Cảm xúc nữa, trọng tài mới đúng, cảm xúc gì đó. Trọng tài cái gì chắc chắn luôn. Đúng quá. Tại vì trọng tài không ưa anh Quý. Hôm qua đủ trọng tài mà. Chống đi, chống gì vô vậy? Em đang gán gì vô ngoài, trọng tài nghiêng trong bụng rồi. Ê, hay quá anh Trung ơi. Anh Ngọc ơi. Cái bàn nào hết chút chết. Cây sân bàn số 1 đâu? Hết rồi. Hết rồi. Ôi ơi. Quá đáng tiếc. Quá đáng tiếc. Anh Nam nghe anh Trương lên lên quá rồi. Rồi. Điện chỉ. Coi như ông thả nè, chắc luôn à. Ra tay rầm rầm. Anh cứ trong đây mất tịch chiêu rồi, tịch chiêu tung banh mất rồi. Trời ơi, cái chiêu nguy hiểm đó. Không yếu mà. Cái gì vậy? Anh Tấn, anh phải vô thêm một cái giải gọi là tấu hài nữa. Trời ơi. Ôi. Ôi ôi. Giải cổ động viên. Dạ, phải giải rồi đó. Giải đáp anh tấu hài nữa. Anh Trung cái trái đầu tiên coi. Thôi mọi người để anh Trích tập trung nè, bình tĩnh nè. Tâm lý nha. Cái cuối là thua chắc rồi. Dạ quý. Rồi, thể hiện tài năng là đây đây. Đừng vô. Cái gì vậy? Rồi. Nam nó luộc luôn nè. Nam đi tới cuối nè. Nam luộc luôn. Nam dễ tự vô lắm. Đúng rồi, nó dễ vô lắm mà cái nó dễ không vô. Mất banh rồi anh Quý ơi. Hầu hợp với. Trọng tài lại. Trọng tài lo. Lo cho đậu thua. Có đủ cho gì dùng xin chúa chơi luôn. Không thèm luôn, không thèm kém. Đâu đâu lột tí đi. Đâu lột tí vậy, cái gì đó. Nam để vô. Trời ơi. Không, Nam là Nam lạnh lùng mà. Rồi, kết thúc. Trời ơi. Kết thúc nè. Ê! Ôi. Mọi người vô lẻ đi mọi người ơi. Mọi người. Trái trái này giống trái của em với anh chưa? Rồi.
chưa? Qua rồi, qua rồi. Chưa, chưa, chưa có điều. Chưa đều. Không còn hai trái. Còn hai trái nữa không sao? Cái gì mình đang... mình năm trái còn chết đi, hai trái biểu cho không chết. Tâm lý hay quá Trung ơi, ai cầm cây quay lại rồi sao sao dấp giò dấp giò rồi ghi bàn luôn, kết thúc luôn anh Trung. Cái từ trong trời ơi. Ai cũng tâm lý hết vậy trời. Ai cũng tâm lý quá. Nam ơi, Nam ơi, Nam ơi. Anh Trung ơi, cố lên. Nam ơi, nói gương tao nè. Cái đứa. Tao phù hộ đứng tao luôn nè. Ah!